Sao bên này mà là Xin ấy? chào các bạn đến kênh YouTube Fadin của Bố Cũng Ngốc. Hôm nay mình sẽ dùng cái ấm đun nước cho ô tô này để mình nấu cơm nếp các bạn nha. Đây, gạo nếp mình cho vào đây. Tí nữa mình thử xem có chín không các bạn nha. Quãng đường di chuyển là 30 km. Mình đun, mình nấu trong quãng đường di chuyển 30 km. Sau quãng đường di chuyển là 30 km với thời gian nó khoảng 45 phút thì cái món cơm nếp nấu bằng ấm ấm đun nước cho ô tô của mình chín các bạn ạ. Rất là mềm và thơm. Thơm lắm. Đúng mùi gạo nếp luôn. Mình thử nhé. Dẻo. Được các bạn ạ. Sử dụng cái nồi này lại một cái sáng kiến mới, sử dụng cái này để chống cháy. Các băng tài đi đâu thì các bác tài xế mà đi đường dài thì mang theo một ít gạo, mắm muối, hạt tiêu nữa mang đi lúc mà đói chống cháy được. Ok. Được các bạn. Để tí nữa mình lên mình ăn thử cái này xem được không nhá. Lên phòng mình ăn. Tí nữa mình lên phòng mình ăn thử xem. Và chị nó có 3 tài khoản trong đấy. Cái một cái tài khoản mà trả gốc ấy thì chị cầm thẻ đấy, chị ra chị rút là rút được. Chắc rút được đúng không? Nếu ví dụ cần việc gốc ấy. Cứ tài khoản em nghĩ là được. Rút được đúng không? Vâng, mình có tiền mình được rút được mà. Hôm nay mua cái ấm nấu sôi thử trên ô tô nó cũng chín nhỉ. Ăn được này, có tí thịt nữa anh ngon. Nghịch ngợm tí. Dạ, nghịch tí thôi. Nó là cái ấm đun nước mà. Cắm ở đầu tẩu ấy. Nói chung là ăn được. Đi đường dài ăn tạm. Đại này. Và gọn mà để